Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang thứ 31, hàng thứ nhất. Phẩm này là giai nguyện tác Phật đệ thập. Mời xem kinh văn. Phật thuyết A-di-đà Phật vì Bồ-Tát cầu đắc thị nguyện thời, A-xà-dương tử giữ ngũ bách đại trưởng giả, văn chi giai đại hoan hỷ, các trì nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung nguyện ngôn, linh ngã đắc tác Phật thời, giai như A-di-đà Phật. Chúng ta xem đoạn kinh này. Trong một phẩm kinh văn đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Chúng ta phải nên tỉ mỉ mà thể hội. Câu thứ nhất là tổng kết của mấy phẩm phía trước. Từ phần mở đầu thẳng cho đến phẩm thứ 9 viên mãn thành tựu đều là Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu, thành tựu không thể nghĩ bàn của A-di-đà Phật. Cái thành tựu này không phải vì bản thân của A-di-đà Phật. Ở điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, A-di-đà Phật là vì Bồ-Tát. Những người nào thì là Bồ-Tát? Phàm là phát tâm tu pháp môn tịnh độ, phát nguyện ngay trong một đời này cầu sanh về tịnh độ, thì người này chính là Bồ Tát. A Di Đà Phật 48 nguyện đều là vì người mà phát ra. Cái điểm này chúng ta phải hiểu. Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa đã giới thiệu với chúng ta rất nhiều. A-di-đà Phật từ kiếp lâu xa thì đã thành Phật rồi, tuyệt đối không phải mới vừa thành Phật ở cực lạc thế giới cách đây 10 kiếp. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Cũng giống như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta 3.000 năm trước đản sanh tại Ấn Độ, thị hiện tám tướng thành đạo, tuyệt đối Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một người tu hành bình thường, là thật sự dưới cội Bồ Đề, ban đêm nhìn thấy ánh sao liền đại triệt đại ngộ, liền thành Phật. Chúng ta nếu xem từ chỗ này gì thì cũng sai cái ý nghĩa rồi. Đức Phật Ngài ở trên kinh Phạm Võng nói với chúng ta, Ngài đến thế giới Ta Bà để thị hiện thành Phật, cũng như là việc biểu diễn tám tướng thành đạo này
Lần này là lần thứ 8000 rồi. Từ đây mà biết Thế Tôn cùng A-di-đà Phật là như nhau. Từ kiếp lâu xa thì đã viên thành Phật Đạo rồi. Thế Tôn là biểu diễn tại thế gian này của chúng ta. A-di-đà Phật thì biểu diễn tại cực lạc thế giới. Biểu diễn tại thế gian này của chúng ta là để cho chúng sanh ở trên địa cầu này xem thấy. A-di-đà Phật tại cực lạc thế giới làm sự biểu diễn này để cho tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh hữu duyên đều xem thấy. Thế nào là chúng sanh hữu duyên? Sau khi xem xong liền chân tín thiết nguyện mong được giảng sanh cực lạc thế giới, thì người này là hữu duyên với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không những là độ chúng sanh thế giới Ta Bà, Ngài là độ chúng sanh vô lượng vô biên trong mười phương thế giới. Không ai mà không được độ như nhau. Chúng ta tại chỗ này thể hội được trí huệ, đức đăng, bi tâm, nguyện lực quảng đại vô biên của A-di-đà Phật. Việc này rất đáng để chúng ta phải học tập. Phàm phu chúng ta cả đời không thể thành tựu, thậm chí là gặp được cái pháp môn này mãi mãi cũng sẽ để luống qua ngay trước mặt. Nguyên nhân gì vậy? Tâm lượng quá nhỏ bé. Hoàn toàn không có tương ưng với tâm nguyện của A-di-đà Phật. Người như vậy chỉ có thể kết cái pháp duyên cùng A-di-đà Phật ngay trong đời này, không thể thành tựu, không thể giảng sanh. Người mà chân thật muốn được giảng sanh nhất định phải biết mở rộng cái tâm lượng. Thực sự làm đến được tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, chúng ta chân thành giống như A-di-đà Phật vậy, thanh tịnh giống như vậy, bình đẳng giống như vậy, từ bi giống như vậy, đem cái đại pháp này giới thiệu cho tất cả mọi người. Dùng phương pháp gì để dạy? Không nhất định phải nói bằng miệng. Nói bằng miệng người nghe chưa chắc đã tin. Quan trọng nhất là thân giáo. Năm ngoái, lâm trưởng của cư sĩ Lâm là lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 3 tháng trước đó thì đã biết ngày mất. Đây là thân giáo, lấy mình làm gương. Mấy ngày trước Lý hội trưởng nói với tôi, gần đây có một vị lâm hữu của cư sĩ Lâm, cũng là niệm Phật mà biết trước ngày giảng sanh. Ngày đầu tiên nói với gia đình quyến thuộc của bà, nói rằng đúng 5 giờ sáng ngày mai bà sẽ đi đến cực lạc thế giới. Nói với mọi người không nên khóc, không nên đau buồn, không phải chết, mà là đến thế giới cực lạc.
Đến khuya hôm đó, hơn 3 giờ sáng thì bà đã thức dậy, tắm sạch, chải đầu, thay y phục. Đúng 5 giờ sáng thì ra đi. Những người này đều là thọ trì bổn hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ, đều là có cái thọ tướng tốt như vậy. Hôm nay tại Cư Sĩ Lâm, tôi đã gặp được con dâu và con gái của bà. Họ nói với tôi, lúc đem thêu xong thì có hoa xá lợi, có xá lợi, vô cùng hoan hỷ. Lý hội trưởng nói đây là chứng minh cho việc thọ trì bản hội tập không có sai. Cái cách khuyến hóa này so với chúng tôi nói bằng miệng thì hiệu quả hơn nhiều. Cho nên chúng ta phải khuyên người, trước khi chưa giảng sanh, chúng ta nên nói cho mọi người nghe. Sau cùng thì chúng ta phải biểu diễn một lần cho họ thấy, người khác mới chịu tin tưởng. Cho nên bản thân phải nắm chắc, thì ngay trong một đời này khẳng định sẽ giảng sanh. Sự chắc chắn đó là từ đâu mà đến? Tôi từng nói qua với các vị rất nhiều lần rồi. Chúng ta có giấy chứng nhận giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, việc này nhất định không thể xem thường. Giấy chứng nhận đó là gì? Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ chính là giấy chứng nhận. Kinh Phật Thuyết A Di Đà chính là giấy chứng nhận. Chúng ta mỗi ngày thọ trì đọc tụng, thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành, thì sao có đạo lý nào không được giảng sanh chứ? Đại đức xưa thường nói đến ba bậc chính phẩm, đã nói rất nhiều. Tôi giảng bộ kinh này, tôi đã nói những lời không giống như đại đức xưa nói. Tôi cho rằng nếu như chúng ta đem những cái đạo lý đã giảng trên Kinh Vô Lượng Thọ, những giáo huấn đã giảng, chúng ta làm được đến 100%, khẳng định là giảng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như chúng ta không có năng lực làm hết được, chỉ có thể làm đến được 90%, vẫn còn một phần làm không được. Nghĩa là bạn có thể làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được. Bạn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thượng trung phẩm giảng sanh. Nếu như bạn chỉ có thể làm được 80%, còn 20% chưa làm được, vậy thì giảm xuống, bạn chính là thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy giảm xuống từng bậc một, giảm đến cuối cùng là hạ phẩm giảng sanh, thì chí ít phải làm được đến 20%. 80% làm không được, có thể làm được 20% hạ phẩm giảng sanh. Nếu như 20% này mà làm cũng không được, vậy thì giảng sanh rất khó nói, bạn sẽ không chắc chắn. Vậy thì hoàn toàn nhờ vào sự vận may của bạn lúc lâm chung. Vận may tốt, gặp được thiện tri thức giúp đỡ bạn trợ niệm, nhắc nhở bạn, thì có khả năng giảng sanh. Lúc lâm chung nếu như duyên không tốt, bản thân sẽ không chắc là có thể giảng sanh. Chúng ta hiện tại nếu cầu thì cầu chính mình phải nắm chắc.
Trong trường hợp không có ai trợ niệm, không có ai để mà giúp đỡ, muốn khẳng định chắc phần giảng sanh, vậy thì nhất định phải thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành. Việc này không thể không hiểu. A-di-đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại vì sao? Chính là bởi vì những người phát nguyện giảng sanh. Hiện tại chúng ta nói là di dân đến Tây Phương tịnh độ, đích thân tiếp nhận giáo huấn của A-di-đà Phật. Cái ân đức này thật quá lớn. A Xà Dương Tử, cái đoàn thể này của họ cùng 500 vị đại trưởng giả, đây là một cái đoàn thể nhỏ. Những người này chí đồng đạo hợp, thường hay cùng nhau cộng tu. Họ trong Pháp hội Vô Lượng Thọ lần này cũng đều đã đến, đều đến để tham gia Pháp hội. Nghe Phật giới thiệu thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, nghe được câu viên mãn thành tựu, thì sanh khởi tâm hoan hỷ vô lượng. Hoan hỷ đến nỗi biểu hiện ra nói là thành ư trung, nhi hình ư ngoại. Cái tâm cảm ơn liền tự tự nhiên nhiên mà lưu lộ ra, biểu lộ ra cái sự việc này. Việc đầu tiên cúng dường, là kim hoa cái mà họ đã mang theo. Lấy cái này làm vật phẩm cúng dường. Câu đáo Phật tiền tác lễ, nói đến cái chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu được. Học Phật muốn thành tựu, điều kiện đầu tiên là cung kính Tam Bảo, phổ hiền mười đại nguyện. Điều đầu tiên đã dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Nếu như cái điều này cũng học không được, bạn ở trong nhà Phật mà nói thì chỉ là nghe qua mà thôi, bạn không đạt được cái lợi ích chân thật. Nguyên nhân gì vậy? Bất kính Tam Bảo. Đối với Tam Bảo không có tâm cung kính. Chúng tôi giảng kinh là thuộc về dạng giảng lâu dài, cho nên chỉ có ngày đầu tiên bắt đầu giảng là có các đại biểu đến dự lễ, đến xem nghi thức. Từ ngày thứ hai trở đi, chúng tôi đều bỏ bớt đi hết. Chúng ta trọng thực chất, không trọng hình thức. Đây chính là tùy biến. Tình hình của xã hội ngày xưa cùng hiện tại không như nhau. Ngày xưa là thời đại nông nghiệp, hầu hết mọi người nghe kinh là vào khi nào?
đều là sau khi thu hoạch vụ mùa. Hiện nay là thời đại công thương nghiệp, đến lễ đến Tết cũng được nghỉ. Trung Quốc ngày xưa lễ Tết cũng có kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ này được bắt đầu từ ngày nào? Từ đầu tháng 12, từ mùng 8 tháng Chạp bắt đầu nghỉ. Kỳ nghỉ Tết, nghỉ năm mới. Nghỉ cho đến khi nào vậy? Nghỉ đến mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Các vị tính thử xem, kỳ nghỉ này là bao nhiêu lâu? Ngay trong cái kỳ nghỉ này, rất nhiều đạo tràng bắt đầu mở pháp hội giảng kinh. Vì sao vậy? Mọi người đều rảnh rỗi, có thời gian đến nghe kinh. Ngày trước giao thông không thuận tiện, giảng kinh ở tại các tự viện, người nghe kinh đều là ở lại tự viện. Người xuất gia thì ở trong tự viện, người tại gia thì ở ngoài tự viện, nên gọi là thảo kinh đơn. Ngay trong thời kỳ này phải nghe cho hết một bộ kinh là thảo kinh đơn. Đây là đạo tràng báo đáp đối với cái ân của đàn na tín thí. Thường ngày tiếp nhận tài cúng dường của thí chủ, tự viện mỗi một năm cúng dường pháp một lần như vậy. Mời họ đến để nghe kinh, đến để cùng tu học. Bởi vì thời gian được lâu, cho nên nghi thức cũng long trọng. Mỗi một lần giảng kinh đều dựa vào quyển Đại Tọa Nghi Quy để mà làm. Đại Tọa Nghi Quy tại Singapore chúng ta không có nhìn thấy nữa. Nó có sướng hương tán, có kệ thỉnh chuông, còn đọc một đoạn kinh văn. Thời gian để làm việc này, làm cho đúng như pháp, đại khái phải cần đến 40 phút. Hồi trước, tại vì sao phải làm như vậy? Là có cái đạo lý. Người đến nghe kinh, bởi vì họ không bận việc gì, thời gian lúc này đều là đang trong kỳ nghỉ. Họ đến đạo tràng từ lúc còn rất sớm. Sau khi pháp sư thăng tòa, thăng tòa phải nhập định. Nghi thức long trọng kéo dài như vậy, để cho cái tâm của thính chúng được định trở lại. Cái tâm vốn là bồng bột sốc nổi, sau 40 phút thì tâm họ sẽ định trở lại. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là đợi những người còn chưa đến kịp, đợi những người đến sau. Cho nên nó có đến mấy cái ý nghĩa bên trong. Chúng ta hiện nay cùng với hồi trước không như nhau, vì nên mọi người đều rất đúng giờ. Thời đại công thương nghiệp phải tranh thủ từng phút một, họ đều đến nơi đúng giờ. Những nghi lễ phức tạp này chúng ta đều đem tỉnh giảm hết. Cho nên hiện tại rất nhiều người không hiểu quy củ. Sau khi giảng kinh xong, chúng ta niệm Phật rồi làm nghi lễ hồi hướng đơn giản, đều đã đem lễ tiết của chúng ta tối giảm xuống mức thấp nhất. Phật Pháp không có định pháp, Phật Pháp là sống động linh hoạt. Cho nên học Phật nhất định phải biết tùy cơ ứng biến. Ở vào thời đại nào, ở tại địa phương nào, ở trong hoàn cảnh nào,
thì chúng ta phải nên làm như thế nào? Không thể không biết. Thế nhưng vào ngày xưa, những cái nghi quy lễ tiết này thì không thể không biết. Chúng ta có thể không làm, nhưng mà không thể không biết. Cái ý mà tôi nói những lời này là mấy ngày nay có khách quý đến thăm Singapore là lão pháp sư Tịnh Huệ. Đây là phó hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Ngày đến bên đây, chúng ta không thể không hiểu lễ tiết. Hôm qua tôi đến nghe Ngài giảng kinh, tôi nhìn thấy Ngài sau khi thanh tọa thì không có ai đến lễ bái. Tôi liền vừa đến lễ bái Ngài. Đây là gì? Đây là quy củ. Nghe pháp mà không bái pháp thì đó gọi là gì? Là trộm pháp. Bạn không có tâm cung kính, bạn là đến để trộm pháp. Nhưng nếu người mà nhiều rồi, lúc mà mỗi người đều phải đi lễ bái thì cái đạo tràng này loạn mất rồi. Đại tọa nghi quy có đến 40 phút thì mọi người có thể từ từ mà lại. Từ người lạy xong thì đi rồi, lại đến người khác thì được, thời gian lúc đó dài. Chúng ta hiện tại không có thời gian nhiều như vậy, cho nên quyết định không thể mỗi một người đều phải đến trước mặt lễ bái. Đây là phải tùy cơ ứng biến. Hôm nay tôi nghe hội trưởng nói với tôi, Ngài ở bên đó, sau khi giảng kinh xong, chúng ta vào buổi tối thứ hai là ngày 28, mời ông đến bên này để giảng một buổi tối. Ngày 28 đúng lúc buổi sáng hôm đó thì tôi đi Úc Châu. Đồng học các vị phải hiểu quy củ. Nếu như không biết mà lễ bái sau khi pháp sư thăng tòa, mọi người ở dưới không lễ bái thì sau khi ngày về lại Trung Quốc, lớp bồi huấn chẳng có gì hay cả, đến quy củ cũng không hiểu, vậy thì chúng ta sẽ rất mất mặt. Cho nên các cư sĩ không cần lễ bái, chỉ cần các đồng học lớp bồi huấn làm đại diện, vậy là được rồi. Hai hàng ở hai bên đảnh lễ tam bái, sau đó thì trở về vị trí của mọi người. Đây là sau khi Ngài thăng tòa thì phải nên lễ bái. Nói đến chỗ này là cầu đáo Phật tiền tác lễ. Hy vọng mọi người phải nên hiểu. Chúng ta bản thân ở bên ngoài giảng kinh, trọng thực chất chứ không trọng những hình thức này là được. Bởi vì đại tọa nghi quy này rất phức tạp, có rất nhiều người, nhất là người hiện đại, nếu như nhìn thấy loại nghi quy này thì họ sẽ mất cái hứng thú, họ không muốn đến nghe. Cái đó dài dòng quá, không còn hứng thú để nghe kinh. Cho nên nhất định phải nên hiểu được tâm lý của người hiện đại. Lão pháp sư ở nơi khác đến, chúng ta nhất định phải tôn trọng. Đây là mức độ thấp nhất. Những khi là lần đầu tiên giảng thì chúng ta nhất định phải hiểu. Những lễ tiết này không thể được xem thường. Kể đến, tôi cũng xin khuyên các đồng học lớp bồi huấn của chúng ta, ngày 30 tháng 6 này sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp khóa năm. Chúng ta học tập tại trường
Trong thời gian qua, có một câu người hiện nay gọi là dè thuận niệm tốt nghiệp, nghĩa là thất nghiệp. Vậy các vị sau khi tốt nghiệp có phải là thất nghiệp hay không? Phải nên biết chúng ta đến thế gian này mục đích là gì, ý nghĩa ở đâu. Nếu như các vị được bồi dưỡng huấn luyện ở bên này vài tháng nửa năm mà có thể đem hai sự việc này làm sáng tỏ thì các vị không uổng công. Phải nên biết mục đích của cuộc đời, ta đến cái thế gian này để làm gì. Nếu như không có mục tiêu, vậy thì đúng là đang sống mơ hồ mộng mị, đi một chuyến uổng công. Con người rốt cuộc đến thế gian này để làm gì? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh lục đạo luân hồi là đến để đền trả nghiệp báo. Đây nghĩa là gì? Ở đây nói là chân tướng sự thật. Bạn đến thế gian này là vì cái gì? Nhân mà các vị tạo trong quá khứ thì đời này đến thọ quả báo. Trong quá khứ mà tạo nhân thiện, bạn đến hưởng phước. Trong quá khứ mà tạo nhân ác thì bạn đến thọ tội. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Đây là Phật đã nói với tất cả chúng ta. Tại vì sao lại có hiện tượng luân hồi? Điều này Phật cũng đã nói rõ. Do vậy chúng ta không thể không tiếp nhận sự giáo dục. Tiếp nhận giáo dục vậy thì sẽ khác rồi. Thì như Thiền sư Dân Cốc trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, tuy có vận mạng nhưng vận mạng có thể sửa đổi. Vì chúng ta liền hiểu được mục đích của cuộc đời là đến đây để kẻ tạo vận mạng. Chúng ta có đem vận mạng của chính mình cải tạo lại hay không? Hiệu quả của việc cải tạo như thế nào? Việc này rất quan trọng, nhất là sau khi học Phật. Mục đích của chúng ta là cải ác thành thiện, cải mê thành ngộ, cải phàm thành thánh. Đây là mục tiêu của chúng ta. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Ý nghĩa là cùng chúng sanh đối đãi bình đẳng, hòa thuận chung sống. Mỗi ngày cùng tất cả chúng sanh sống một cuộc sống vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Họ không hiểu nhưng ta hiểu, cho nên ta phải lễ kính họ trước, ta phải yêu thương họ trước, ta phải giúp đỡ họ trước. Giáo hóa hết thảy chúng sanh, học Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì cuộc đời này chúng ta không uổng phí. Cuộc sống của đời này sẽ vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Chứ gì đồng học trong thời gian ở lớp bồi huấn này, ít nhất cũng phải đem sự việc này làm cho rõ ràng, minh bạch. Kế đến, mục đích, ý nghĩa của chúng ta phải nên thực tiễn như thế nào? Đây không phải là câu nói suông,
phải thực tiễn như thế nào. Vậy thì bạn phải nghĩ xem sau khi tốt nghiệp sẽ đi đến nơi nào, phương hướng của việc đi đâu không có nhất định. Nhưng mà có một cái nguyên tắc quyết định không thể nào được thay đổi, đó chính là cơ hội để giảng kinh. Ở nơi nào có cái cơ duyên để giảng kinh thì chúng ta đi đến nơi đó. Không có cơ duyên để giảng kinh thì không thể đi. Vì sao vậy? Sau khi chúng ta học rồi, những phương pháp này bạn đã học được rồi, sau khi học rồi những phương pháp này phải dày công tập luyện trên giảng đài. Đặc biệt là 10 năm đầu tiên, bởi vì 10 năm đầu tiên là cấm rễ, bạn phải giảng ở trên giảng đài 10 năm thì cái gốc của bạn mới vững chắc, bạn mới có thể trở nên không thối chuyển. Nếu bạn không có 10 năm, đương nhiên mức thấp nhất là một tuần lễ giảng một lần. Nếu như có thể trong một tuần bạn có thể giảng 3 lần là tốt nhất. Cứ như vậy mà bạn có thể giảng được 5 năm. Sau 5 năm thì cũng phải nên mỗi ngày giảng một lần. Bạn mới có thể thâm nhập kinh tạng, mới có thể giữ cho mình không bị thói chuyển. Bất luận là hành môn hay dãy môn, bạn đều có thể giữ gìn được. Cho nên ở những nơi nào cho ta được cái cơ hội giảng kinh thì chúng ta phải nên trụ ở những nơi đó. Nhất định không nên mù quáng rằng chúng ta phải đi theo Pháp Sư Tịnh Không, thân cận Pháp Sư Tịnh Không, vậy thì sai rồi. Bạn bên cạnh tôi không có nhiều cơ hội như vậy để giúp bạn lên giảng đài, vậy thì phải làm sao? Huống hồ tôi bất luận là giảng kinh ở nơi đâu, chúng tôi hiện tại coi trọng nhất là việc thu hình, là làm VCD để lưu hành. Việc này còn quan trọng hơn cái việc phát trên sóng truyền hình. Những VCD này các vị đồng học quyết định đều có thể nhận được. Chúng tôi làm ra VCD thì đồng học các vị được ưu tiên trước nhất. Những thứ này cung cấp cho mọi người để làm tham khảo, giúp đỡ mọi người phá trừ nghi hoặc, đoạn nghi sanh tính, chân thật thành tựu. Vì thì các vị bền tâm dưỡng chí, dốc lòng nỗ lực mà luyện tập ở trên giảng đài. Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã ở trong phần chú giải của phẩm kinh này. Cùng vậy, chúng ta cũng đã cho chúng ta hai sự khải thị. Khải thị thứ nhất là hy vọng chúng ta học theo A Xà Dương Tử. Đây là đáng để cho chúng ta học tập. Phải giống như họ, chân thật giác ngộ đến chỗ thân người khó có được, Phật Pháp khó được nghe. Cái cơ hội này không phải là thường hay gặp được. Gặp được nhất định phải trân quý. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Hôm nay tôi cũng nghe có người nói với tôi, nói có một số người tại Trung Quốc đại lục làm ăn cũng rất khá, có rất nhiều tiền,
sau đó thì học Phật. Học Phật đến giờ sự nghiệp tiêu tan, công ty đóng cửa. Cho nên họ thấy rằng học Phật không linh nghiệm. Lúc chưa học Phật thì rất tốt, khi học Phật rồi thì hỏng hết rồi. Cách nói như vậy là có người quyết tâm phá hoại Phật Pháp. Có phải là có Phật tử làm ăn kinh doanh bị sập tiệm đóng cửa hay không? Có, và lại còn rất nhiều. Tôi nhìn thấy nghe được mà không thấy lạ chút nào. Nguyên nhân là gì? Họ không phải thật sự học Phật. Họ là mê tín. Họ chỉ là treo cái chiêu bài học Phật, trên thực tế thì không có học Phật. Những việc mà Phật dạy họ làm đều không được. Đây là người giả danh học Phật. Đã gây ra sự hiểu lầm, sai lệch cho xã hội đại chúng. Tội lỗi của họ thì rất nặng. Sai lầm là ở chỗ nào? Vừa bắt đầu thì đã sai rồi. Tam quy y thì đã sai rồi. Quy y một vị pháp sư, quy y một ngôi chùa, bắt đầu sai từ cái ngày đó sẽ cho đến ngày nay. Họ quay đầu không nổi. Phật ngàn kinh vạn luận, chỗ nào cũng vậy. Chúng ta thật là đã hết lòng khuyên bảo. Từ đoạn mở đầu kinh Vô Lượng Thọ thì cũng như vậy. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, có làm được chưa? Thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, và một đời làm việc gì cũng theo quy củ, tuân thủ quy chế pháp lệnh của nhà nước, bạn có làm được hay chưa? Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm thì càng không cần nói. Chưa làm được mà. Ở trong tình nghiệp tam phước đều là dạy hàng sơ học. Hiếu dưỡng phụ mẫu, chúng ta đã làm được hay chưa? Chúng ta phận làm con cái đối với cha mẹ, có tận hết cái trách nhiệm của người con hay chưa? Có chăm lo cho cha mẹ được tốt hay chưa? Cha mẹ không còn nữa thì có thường nhớ nghĩ đến cha mẹ hay không? Đây là Phật đã dạy cho chúng ta. Phụng sự sư trưởng, lão sư chỉ dạy chúng ta, chúng ta đã làm được hay chưa? Lão sư không còn thì có thường hay nhớ đến những giáo huấn của lão sư hay không? Đây là những giáo huấn cơ bản của Phật. Chúng ta đều làm không được. Ngoài xã hội, bạn theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào thì sập tiệm đóng cửa là phải rồi. Vì sao vậy? Vì bạn đi theo con đường của vận mạng. Bạn khi nào thì gặp được vận may, đến lúc nào thì suy bại. Bạn không có thay đổi vận mạng. Thật sự y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát thì vận mạng của bạn sẽ thay đổi trở lại. Tốt thì thành tốt hơn, xấu thì trở thành tốt. Làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng như vậy, đây là đệ tử Phật chân chánh. Những gì mà xã hội đại chúng ngày nay xem thấy đều là đệ tử Phật giả tạo, không phải thật. Đệ tử giả thì quá nhiều quá nhiều. Trong hàng xuất gia cũng có đệ tử Phật giả, đệ tử ma rất nhiều. Những hàng xuất gia nào là đệ tử của ma? Người hủy bán tam bảo,
là đệ tử của ma. Phê bình người xuất gia ở trước mặt người khác, mỗi lúc mỗi nơi phê bình Phật Pháp, phê bình Phật tử, phê bình đạo tràng, thì đều là đệ tử của ma. Nếu như là đệ tử của Phật, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: người chân thật tu hành không thấy lỗi của thế gian, đó là đệ tử Phật. Trong nhà nho, ngay cả học trò của Khổng Lão Phu Tử cũng biết ẩn ác dương thiện, nhìn thấy lỗi lầm của người khác không nói, nhìn thấy việc tốt của người khác thì tán dương. Đó là nhà nho. Đệ tử Phật là làm cái hình tượng như vậy. Chúng ta làm sao phân biệt được Phật cùng ma? Chỉ cần bạn để ý một chút thì sẽ thấy rất rõ ràng ngay trước mắt. Là Phật thì chúng ta phải nên học tập, là ma thì chúng ta phải nên tránh xa. Đi với ma vì sao sẽ có tai họa? Vận may của bạn biến thành không may, không may của bạn biến thành xui xẻo. Bạn đi cùng ma, bạn thật sự không phải đi cùng Phật. Ở Trung Quốc cũng có không ít người đọc bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, cũng có nghe những đĩa VCD của chúng tôi, cũng ra dáng vẻ giống như người học Phật. Là học thật hay là học giả rất khó nói. Y giáo phụng hành là người học thật, nghịch thầy phản đạo là giả học, là giả chứ không phải là thật. Cung kính ở bề ngoài không có ích gì. Phật không xem trọng những hình tượng này, không xem trọng bề ngoài. Nhất định phải chân thật hiểu được đạo lý trên kinh điển. Chân thật hiểu được rồi, biết được làm sao để đem đạo lý ở trên kinh Phật, những giáo huấn ở trong kinh điển, mà thực tiễn vào trong cuộc sống thực tế của chính mình, thực tiễn vào trong công việc ngành nghề của mình, thực tiễn vào trong xử sự đối người tiếp vật của mình. Đó chính là đệ tử Phật chân chính. Y theo giáo huấn của Phật khẳng định là không sai. Không y theo giáo huấn của Phật thì phiền não của bạn sẽ rất nhiều. Cho nên chúng ta quan sát việc nghe người khác nói chuyện thì phải suy nghĩ cho nhiều, phải hiểu được chân tướng sự thật, mới không đến nỗi bị một số người dẫn sai đường. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trên kinh văn nói: văn chi giai đại hoan hỷ. Câu nói này không thể mơ hồ, chung chung rồi bỏ qua. Chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ, tại vì sao họ lại có thể sanh tâm hoan hỷ, chúng ta lại không thể sanh tâm hoan hỷ? Cái nguyên nhân này là do đâu? Nguyên nhân không khó hiểu. Họ thật sự nghe hiểu được rồi, tâm hoan hỷ liền sanh. Thật sự đã hiểu rõ rồi,
Hiểu rõ cái gì? Chúng tôi từ phía trước giảng một mạch cho đến bây giờ, đó là minh bạch cái chân tướng vũ trụ của nhân sanh. Hiểu rõ cái đạo lý của nhân quả, hiểu rõ cái gì là thị phi thiện ác, hiểu rõ cái gì là tà chánh chân vọng, hiểu được việc gì có lợi đối với mình, việc gì có hại đối với mình. Cái lợi ích vô cùng thù thắng là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để cầu học. Là việc tốt, là việc tốt đệ nhất của thế gian. Chúng ta có thể đi không? Khẳng định là có thể. Sinh cái tâm đại hoan hỷ. Hay nói một cách khác, thật sự là đã đăng ký, đã ghi danh tại thế giới Tây Phương rồi. Khi nào thì đi? Muốn đi vào lúc nào thì sẽ đi vào lúc đó. Thật tự tại. Chúng ta muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lựa chọn thời gian là lúc nào? Sự việc này có điều kiện gì hay không? Có. Cái điều kiện này tuyệt đối không phải là tội của ta ở thế gian này chưa thọ xong. Không phải là cái ý này. Nếu như đợi chịu tội xong mới đi thì tiêu nghiệp giảng sanh, đó không gọi là đới nghiệp giảng sanh. Điều kiện là cái gì? Ở thế gian này vẫn còn có một số người có duyên, ta vẫn còn có thể giúp đỡ họ, vì thì ta phải ở thêm một thời gian, ta phải giúp đỡ họ. Nếu như người có duyên ở thế gian này hết rồi, vậy thì chúng ta có thể đi. Khi nào thì hết? Cho dù ta khuyên bảo họ, cho dù làm tấm gương tốt cho họ xem, họ cũng xem không hiểu. Nói họ nghe họ cũng không có tin tưởng. Không có duyên thì lúc này thì nên đi rồi. Vẫn còn người chịu nghe. Chúng ta làm ra tấm gương, vẫn còn có người có thể xem hiểu được. Chúng ta phải đưa thêm vài người cùng đi, giúp đỡ thêm vài người nữa. Cho nên chọn lựa thời gian để đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì từ đó mà quyết định. Chúng ta tại cái thế gian này chỉ có một sự việc như vậy. Ngoài một sự việc này ra thì thế xuất thế gian không có chuyện của chúng ta. Tâm của bạn không phải là thanh tịnh rồi sao? Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh thì bạn được tự tại an lạc, thì bạn thường sanh tâm hoan hỷ. Phật Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, chúng ta cũng vậy. Không được viên mãn như là Phật Bồ Tát thì chỉ ít tâm hoan hỷ của chúng ta cũng không bị gián đoạn. Ngày ngày đều đang được nâng lên cao. Đây chính là sự tiến bộ mà người thường hay nói. Mỗi ngày trí huệ tăng trưởng, phiền não giảm bớt, công phu đắc lực, ta gọi là sự dụng công đi vào nề nếp. Quyết định là
có hiện tượng này. Nếu như không phải cái hiện tượng như vậy thì bạn phải phản tỉnh. Bạn học Phật đã có sự sai lệch, đã có lầm lẫn rồi. Không sanh ra sự sai lệch ở trên lý luận, vậy thì nhất định là trên sự hành trì sanh ra sự lầm lẫn. Nếu như không có lầm lẫn thì cái hiệu quả này của bạn quyết định là giống y như là trên kinh Phật đã nói. Cho nên kinh không những là chỉ dạy cho chúng ta tu hành, mà cũng là để kiểm tra thành quả tu hành của chúng ta. Thành quả tu hành của chúng ta so với nói trên kinh không như nhau thì đã có vấn đề rồi. Sanh tâm hoan hỷ, một câu nói này chúng ta không thể được lơ là. Phải học theo A-di-đà Phật, học theo sử dụng tâm của A-di-đà Phật, hoàn nguyện của A-di-đà Phật, hành trì của A-di-đà Phật, lấy A-di-đà Phật làm thành tấm gương tốt nhất cho việc tu học của bản thân chúng ta. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nếu như chúng ta có chút lòng riêng tư, đối với người này tốt, đối với người kia không tốt, ưa thích giúp đỡ cho người này, ưa thích chướng ngại cho người kia, vậy thì sai rồi. Cái tâm này không phải là tâm Phật, cái hành vi này không phải hành vi của Bồ Tát. Cái tâm hành này là tâm hành của ma quỷ. Hoàn toàn dựa theo tình cảm của bản thân thì hoàn toàn không có trí huệ, vậy thì sao được chứ? Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối người, đối sự, đối vật, có sanh ra cái ý niệm này hay không? Khẳng định là có. Vậy thì phải làm sao? Bản thân phải lập tức giác ngộ ngay. Đây là phiền não sanh tử từ vô thủy kiếp đến nay lại đang khởi hiện hành, lại đang quấy phá. Vậy thì phải làm sao? Cái phương pháp của Pháp Môn Tịnh Tông vô cùng hay. Chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật, đem cái ý niệm này tiêu trừ đi, không nên suy nghĩ gì nó. Chuyển đổi ý niệm, đem cái ác niệm này chuyển thành A-di-đà Phật. Sau đó thì bạn sẽ hiểu được niệm Phật là niệm cái gì. Niệm một câu A-di-đà Phật này, trong câu A-di-đà Phật này bao gồm cả tâm của A-di-đà Phật, nguyện của A-di-đà Phật, hành trì của A-di-đà Phật, bao gồm toàn bộ quyển kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là một bài văn chương, mà A Di Đà Phật là một cái đề mục. Đọc cái đề mục này mà không hiểu hàm nghĩa ở bên trong đó, vậy thì có tác dụng gì chứ? Chỉ là đọc xuông. Niệm câu Phật hiệu này từng giờ từng khắc nhắc nhở chúng ta, ở trên kinh này Phật dạy chúng ta những gì. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải nên phụng hành, không thể trái nghịch, thì niệm câu Phật hiệu này mới có tác dụng. Buổi tối hôm qua tôi nghe lão Pháp Sư Tịnh Huệ giảng kinh. Lần này người giảng là kinh Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Đương nhiên thời gian 8 ngày thì không có cách nào giảng hết. Ngài đã lựa chọn ra những đoạn quan trọng trong bộ kinh để mà giảng. Tôi nghe nói hôm trước Ngài đã giảng Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương. Buổi tối hôm qua giới thiệu Lăng Nghiêm Thần Chú. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn tán thán Thần Chú công đức thần lực không thể nghĩ bàn.
Lời nói này là thật, một chút cũng không giả. Là Phật nói thì làm gì giả được chứ? Phật dùng thần chú này để kháng lại tất cả tà ma ngoại đạo. Chân thật là tiêu tai miễn nạn. Bạn niệm cái câu thần chú Lăng Nghiêm này, xem bạn có thể tiêu tai được hay không, có thể miễn nạn được hay không. Tôi khẳng định mà nói với bạn là không linh, bạn không thể tránh khỏi. Nguyên nhân gì vậy? Bạn không biết niệm. Biết niệm thì hiệu quả, không biết niệm thì không hiệu quả. Thế nào gọi là không biết niệm? Một mặt niệm chú, một mặt khởi vọng tưởng, đem công đức của bạn tất cả đều phá bỏ hết, thì không có hiệu quả rồi. Gần đây các vị đồng học đều để xem qua Liễu Phạm Tư Huấn. Các vị hãy xem Nhân Cốc Thiền Sư khai đạo đối với Viên Liễu Phạm. Trong đó có một đoạn nói đến dễ bùa, bởi vì Ngài dạy niệm chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề không dài, nên dạy Ngài niệm chú chuẩn đề. Cách niệm như thế nào? Cùng đạo giáo dễ bùa không khác. Tâm phải chân thành. Cái bùa đó, một khi đặt bút xuống để vẽ, phải vẽ cho xong một cái bùa. Người vẽ bùa một cái ý niệm gì cũng không có, một niệm cũng không sanh, thì cái bùa này linh. Nếu như họ trong lúc vẽ cái bùa mà khởi một cái vọng niệm, cái bùa này sẽ không linh. Niệm chú cùng vẽ bùa cùng một cái đạo lý. Tại vì sao tôi nói thần chú Lăng Nghiêm khó niệm? Vì quá dài, hơn 400 câu, hơn 2.000 chữ. Sau khi bắt đầu niệm cái chú này thì một vọng tưởng cũng không có. Là chân công phu, đương nhiên có thể kháng cự tất cả yêu ma quỷ quái. Đây là một chút cũng không giả. Bên trong có xen tạp một cái vọng niệm thì công phu dứt bỏ hết thì sẽ không linh. Cho nên cổ đức thường nói, đọc kinh không bằng trì chú. Kinh thì quá dài, đọc kinh mà không có vọng tưởng thì khó rồi. Trong bút ký của người xưa ghi chép lại có một đoạn về Thích Kế Quang. Thích Kế Quang là đại tướng vào thời nhà Minh. Ông là một đệ tử nhà Phật thuần thành, một đời thọ trì Kinh Kim Cang, tụng Kinh Kim Cang rất thành thục. Một ngày nọ ban đêm ngủ, ông thấy một giấc mơ. Mơ thấy thuộc hạ của ông là một người lính nhỏ đã chết, đến cầu ông siêu độ. Ông hỏi dễ siêu độ như thế nào? Chỉ cầu ông tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho vị ấy. Ông liền đồng ý. Sáng hôm sau, ông thức dậy, quả thực liền đi thắp hương lễ Phật. Ông tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho vị ấy. Khi tụng được một nửa bộ kinh, thì một người hầu của ông đã rót một ly trà nóng mang đến cho ông. Sau khi ông nhìn thấy, không nói lời nào, chỉ tay một cái bảo lui xuống. Ông tụng kinh tiếp. Sau khi tụng kinh xong, liền hồi hướng cho vị đó. Đêm hôm đó lại nằm thấy một giấc mơ. Người thuộc hạ này đến nói với ông, bảo rằng nguyên soái, gọi ông là nguyên soái, thuộc hạ vô cùng cảm tạ ngài. Thuộc hạ chỉ nhận được nửa bộ Kinh Kim Cang. Ông hỏi tại vì sao? Bởi vì ngài giữa chừng đã xem một chữ không cần, cho nên bộ kinh này không có hiệu quả rồi. Tuy không nói ra chữ không cần, chỉ là ra hiệu, thì bộ kinh ấy bên trong đã bị xen tạp hai chữ không cần. Cho nên ngày thứ hai tụng lại lần nữa, thì bạn hiểu được là khó.
Kinh Kim Cang 5.000 chữ. Cho nên kinh mà càng dài thì thọ trì càng khó. Câu chuyện này tuyệt đối không phải là một câu chuyện bịa đặt. Chúng ta phải tin rằng có xen tạp thì mất hiệu lực. Người xưa nói rằng tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. A-di-đà Phật chỉ có 4 chữ, trong 4 chữ này không xen tạp vọng niệm thì dễ làm được. Cho nên Phật hiệu này niệm thế nào thì linh, không xen tạp vọng niệm thì linh, xen tạp vọng niệm thì không linh. Cổ Đức nói rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rắc họng cũng uổng công. Bằng một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, niệm 20 vạn câu Phật hiệu, bên trong xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không còn linh nữa rồi. Cho nên Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư mới truyền thọ pháp 10 niệm. Pháp 10 niệm thời gian ngắn, tuyệt không xen tạp vọng tưởng. Ngài dùng cách này làm công khóa sớm tối, liền linh nghiệm. Ngài có cảm ứng một hơi thì gọi là một niệm. Một hơi này bất luận là bạn niệm được nhiều hay ít, niệm 4 chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hết một hơi thì gọi là một niệm. Niệm 10 hơi như vậy, trong 10 hơi đó tuyệt đối không xen tạp vọng niệm nào, thì công phu này của bạn làm được như pháp. Buổi sớm một lần, buổi tối một lần. Tôi đến Singapore thì truyền thọ cho mọi người cái pháp 10 niệm là 10 câu, còn dễ hơn cái cách đó của Ngài. Cách của tôi không phải một hơi mà là 10 câu A-di-đà Phật. 10 câu A-di-đà Phật niệm liên tục, bên trong không xen tạp một vọng niệm nào. 10 câu A-di-đà Phật chỉ cần 1 phút. 1 phút này thì liền sinh ra hiệu quả. Vì sao vậy? Đại Thế Chí Bồ Tát bên trong Viên Thông Chương từng nói: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Cái tiêu chuẩn này bạn làm được rồi. Tuy rằng thời gian không dài, chỉ có 1 phút, nhưng mà bạn làm được. Một ngày làm được 9 lần. Tôi chỉ các vị cái cách làm này, 9 lần này. Cách tính như thế nào? Buổi sớm thức dậy 1 lần, buổi tối trước khi đi ngủ 1 lần, vậy là được 2 lần. Đây là khóa sớm tối. Ngày 3 bữa ăn cơm là được 3 lần. Trước khi ăn cơm chúng ta không cần niệm chú cúng dường. Niệm chú cúng dường thực tại mà nói cũng là tâm không chuyên nhất thì cũng không linh. Niệm Phật vẫn hay hơn. Chắp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật không xen tạp. Đến cái này cúng dường Long Thiên Thiện Thần, cúng dường tất cả chúng sanh thì được rồi. Dùng tâm chân thành cúng dường, niệm Phật cúng dường. Trước 3 bữa ăn thì được 3 lần. Kế đến bạn làm việc, trước khi bạn bắt đầu làm việc, bạn ngồi xuống niệm 10 câu. Đến lúc làm xong công việc, buổi sớm vào làm và hết giờ, buổi chiều vào làm và tan ca 4 lần. Thêm 3 bữa ăn là 7 lần, lại thêm sáng tối là 9 lần. Không thể ít hơn 9 lần. Càng nhiều càng tốt, ít nhất là 9 lần. Bạn hãy theo cách của tôi mà làm. Làm được 3 tháng, làm được nửa năm, quyết định sẽ có hiệu quả. Ai cũng làm đến được. Phương pháp này của tôi sau khi được truyền ra, có không ít người làm theo. Có người viết thư cho tôi, có người gọi điện thoại cho tôi. Quả thực là có hiệu quả rồi. Không hiểu cái đạo lý này làm sao được chứ. Tổng cương lĩnh của niệm Phật, tổng nguyên tắc, tổng mục tiêu chính là trên Kinh Di Đà đã nói: nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Thật sự có thể giữ gìn được
duy trì được trong cuộc sống thường ngày, duy trì được trong công việc, trong công việc xã giao, có thể giữ được nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Đây gọi là công phu thành phiến. Người mà công phu thành phiến thì tự tại giảng sanh, muốn đi vào lúc nào thì sẽ đi vào lúc đó, một chút chướng ngại gì cũng đều không có. Từ đây cho biết người niệm Phật chúng ta hướng về cái phương hướng nào, về cái mục tiêu nào để mà tinh tấn, bạn tự nhiên sẽ rõ ràng, thì tự nhiên hiểu rõ rồi. Thật sự làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, thì làm sao bạn không sanh tâm hoan hỷ chứ? Cho nên họ mới lễ Phật, cúng Phật, biểu thị cái ý nghĩa báo ân. Kinh văn phía trước bên trong có đoạn nói chí tâm tính nhạo, phải tin tưởng, thật lòng tin tưởng. Nhạo là yêu chuộng, ưa thích cái pháp môn này, ưa thích cái phương pháp này, biểu lộ ra sự mong cầu bản thân đạt được trên quả địa Như Lai vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng phước báo. Cái tâm này tự nhiên sẽ lưu lộ ra. Tại sao lại nói như vậy? Giai như A Di Đà Phật, ta tương lai thành Phật phải giống như A Di Đà Phật vậy. Cùng A Di Đà Phật giống như nhau, thực tại mà nói thì không khó. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền giống như A Di Đà Phật rồi. Cho nên người học Phật như chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ. A Di Đà Phật có cái đại tâm, đại nguyện, đại hạnh, đại trí, đại lực, đại từ, đại bi. Tại vì sao phía trước thêm một chữ đại? Đại nghĩa là đối với tất cả chúng sanh không có đòi hỏi điều kiện gì, điều kiện kèm theo cũng không lớn. Tôi thích người nào tôi mới giúp đỡ người đó, không thích thì không có giúp đỡ, thì không phải đại rồi. Đại là vô điều kiện, đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh thì là đại, là thanh tịnh. Thanh tịnh thì quyết định không có nhiễm ô. Thế nào là nhiễm ô? Người này đối xử tốt với tôi thì tôi yêu thích, người kia đối xử không tốt với tôi thì tôi chán ghét, vậy là nhiễm ô rồi. Tâm của bạn đã bị thất tình ngũ dục ô nhiễm. Thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục. Chân tâm thì không bị ô nhiễm, vọng tâm thì tiếp nhận ô nhiễm. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn là dùng vọng tâm, không có dùng chân tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tâm là tâm bình đẳng, chân tâm là tâm bồ đề. Vọng tâm không phải tâm bồ đề. Chúng ta phải từ chỗ này mà nỗ lực rèn luyện công phu. Luyện cái gì? Dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Vì sao vậy? Kinh Vô Lượng Thọ phía sau là ba bậc giảng sanh đều là nói đến phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta nhất hướng chuyên niệm có thể làm được. Nhất hướng chuyên niệm, niệm cho đến không còn xen tạp một vòng niệm, đây là cũng A Di Đà Phật cảm ứng đạo giao, có thể làm được. Bồ đề tâm có phát hay không? Nếu như không có phát bồ đề tâm thì có nhất hướng chuyên niệm, thì đại khái như người lính của Thích Kế Quang đã nói,
Đại soái tụng cho tôi kinh Kim Cang, tôi chỉ nhận được có một nửa, vẫn còn một nửa công đức bị mất đi. Nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Bạn sẽ hỏi thế nào là tâm Bồ Đề? Cách đơn giản nhất nói với bạn, đó là tâm bình đẳng. Đối đãi với tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Nhà Phật thường nói ân oán bình đẳng. Cha mẹ sư trưởng là ân nhân của ta. Quan gia đối đầu, đây là quan nghiệp phải bình đẳng đối đãi. Đem quan gia đối đầu xem như là cha mẹ sư trưởng của mình vậy. Đây là phải có công phu, người bình thường không làm được. Tại vì sao chúng ta nhất định phải làm như vậy? Muốn cầu sanh tịnh độ, chúng ta muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Bạn muốn thành Phật là Bồ Tát, vậy thì quyết định là tâm phải bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh. Nếu như lấy tâm không bình đẳng đối đãi chúng sanh thì bạn không thể làm Bồ Tát, thì bạn không thể giảng sanh tịnh độ. Khó thì rất khó, nhưng thật sự mà nói không phải làm không được, là việc khó của thế gian. Người xưa nói rất hay, khó như lên trời. Đây là chúng ta làm không được. Cầu người thì khó, người ta chưa chắc đáp ứng cho bạn. Lấy tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh đối đãi người, đây là cầu chính mình, không phải cầu người khác. Cái việc này không phải là lên trời, cũng không phải cầu người. Nói một cách khác, chỉ cần bạn chịu làm, bạn đều sẽ làm được. Nhất định phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bất luận là ở nơi nào, nhìn thấy người như thế nào, đều ân cần hoan hỷ lễ kính, không phân quý tiện, không phân giàu nghèo, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng chính tại nơi này mà luyện. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là chỗ để cho chúng ta học hỏi, tập luyện. Bạn không luyện tập ở những nơi này thì làm sao được chứ? Đóng cửa lại để tu tâm thanh tịnh là giả. Nhất định phải đối mặt với cảnh duyên thuận nghịch. Ở tại chỗ này mới biết được tâm của chúng ta có phải là bình đẳng hay không. Đối đãi với mỗi một người có phải là ân cần như nhau, yêu thương giống như nhau hay không. Nhìn thấy tất cả chúng sanh cần được giúp đỡ, chúng ta có phải lập tức đưa tay giúp đỡ mà không cần một điều kiện nào hay không? Công phu phải luyện ở chỗ này. Hiện nay khi mà có người khác đến yêu cầu chúng ta giúp đỡ, không như những trường hợp khác, những trường hợp khác thì dường như là không có vấn đề gì lớn, vậy thì chúng ta phải suy nghĩ họ có gạt mình hay không. Nhìn thấy tôi người này tốt, người tốt dễ lừa gạt. Người thế gian thường nói người tốt thường hay bị người ta gạt, dễ bị gạt.
rất dễ bị đánh lừa. Vẫn là phải xem công phu của chính mình. Điều này là khó. Năm xưa tôi tại Đài Bắc, khi mà làm tọa đàm Đại Chuyên Phật Học, Lão Pháp Sư Đạo An đã thể hiện một chiêu để cho tôi xem. Có một vị tín đồ đã theo Lão Pháp Sư nhiều năm, là đệ tử tại gia của Lão Pháp Sư. Họ đã lập một cái công ty, thỉnh mời Lão Pháp Sư làm đống sự trưởng. Mục đích là muốn lấy tiền của Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư vừa làm đống sự trưởng, đương nhiên tiền này thì đưa cho họ. Vì sao Lão Pháp Sư đã biết được họ đã lừa gạt Ngài? Ngài bị lừa cũng không nói gì, đã bị lừa rồi thì còn có lời gì để nói chứ. Mọi người chúng ta đều biết Đạo An Lão Pháp Sư không tham tài, nhưng háo danh. Người ta mà cho Ngài một cái danh dự gì đó thì Ngài rất vui. Ngài bị thua thiệt ở cái chỗ này. Người ta biết được có cái chức vụ gì tốt đều cho Ngài làm, mà số tiền ấy thì Ngài phải bỏ ra. Tôi đi thăm Ngài, ngày hôm đó gặp Ngài, người đầu đề quý y này của Ngài cũng vừa từ cửa phòng của Ngài bước ra. Tôi gặp vị ấy ở bên ngoài. Sau khi vào trong, tôi nhìn thấy Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng liền nói với tôi, vừa mới lúc nãy có người đến đây, ông có nhìn thấy hay không? Tôi nói có nhìn thấy, tôi cũng biết vị ấy. Ngài nói người ấy hôm nay lại đến gạt tôi. Tôi nói vậy Ngài làm sao? Có cho người ấy hay không? Tôi cho người ấy rồi. Biết là đến gạt, Ngài vẫn đưa cho họ. Thật là hay. Người mà lừa gạt Ngài cũng không có biết, cứ nghĩ rằng Lão Hòa Thượng lại bị lừa một lần nữa rồi. Trong tâm Lão Hòa Thượng thì rõ ràng minh bạch, thông suốt thấu đáo. Bạn cần, tôi vẫn sẽ đưa cho bạn. Chúng ta nhìn thấy Lão Hòa Thượng đây là đức hạnh chân thật, đồng thời cũng không dịch trần gì ấy, mà cũng không có trách mắc họ. Hy vọng gì ấy sau này nghe được Lão Hòa Thượng đều rõ ràng, đều minh bạch. Bạn không có gạt Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng là đang ở nơi đó cảm hóa bạn. Hy vọng bạn quay đầu là bờ. Đây là giáo dục. Mục tiêu của giáo dục là mong muốn cải biến người ác thành người tốt, đem người bất thiện chuyển biến thành người thiện. Đây là thành công của giáo dục. Tuyệt đối không phải họ là người ác, đã làm gì không tốt, giáo huấn những người ấy, đuổi họ đi về, sao không qua lại nữa? Vì giáo dục của bạn đã thất bại triệt để rồi. Chúng ta không hề thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khai trừ một vị học trò nào, không có sự việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với học trò xử phạt nghiêm khắc nhất là không nói đến. Đây là hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất, chứ không có khai trừ họ. Luôn luôn mong họ sẽ quay đầu, hy vọng họ giác ngộ. Đây là giáo dục. Những chỗ này chúng ta đều phải học tập. Sau này chúng ta đọc kinh điển mà nhiều rồi, chúng ta cũng sẽ hiểu một cái sự thật. Đó chính là trong kinh điển đã nhiều lần nói, nhân quả thông ba đời. Người khác đến lừa gạt chúng ta, lừa gạt lấy tiền của chúng ta, lừa gạt lấy đi nhà của chúng ta, tiền của bị lừa mất rồi, có cần phải để trong lòng hay không? Không cần. Nếu như không có Phật Bồ Tát độ lượng như vậy thì cũng không sao. Thì biết đây là nợ, là thiếu nợ. Người đó lừa gạt ta, họ mắc nợ ta, thì để sao phải trả cho ta? Ta không nên có một chút oán hận, vui vẻ quan hỷ. Đời sau họ vui vẻ quan hỷ trả lại cho ta. Ta đời này nếu có tâm oán hận với họ, đời sau họ vẫn phải trả cho ta, và trả một cách đau khổ. Ngay trong đời này của chúng ta, có những lúc bạn kiếm tiền phải kiếm rất vất vả. Đó là gì vậy? Bạn không có quan hỷ bố thí.
Cho nên đến khi bạn nhận được đền đáp thì nó đến cũng rất khó, đến cũng rất khó khăn. Cho nên bố thí phải vui vẻ hoan hỷ. Người khác đến lừa chúng ta thì cũng hoan hỷ mà để cho họ lừa, đời sau họ sẽ hoan hỷ xin trả lại. Hoàn trả đương nhiên còn thêm cái lợi nhuận nữa, có gì mà không tốt chứ, việc tốt mà. Cho nên bạn thật sự hiểu được chân tướng sự thật thì cả một đời người thật sự luôn sống trong sự hoan hỷ, có gì mà không vui chứ. Chuyện như thế nào cũng đều vui. Người khác ăn hiếp ta, sỉ nhục ta, đánh ta, mắng ta, ta cũng hoan hỷ, là tiêu nghiệp chướng mà. Đây quyết định không phải tinh thần A Quy chính truyện, đó là người thông thường thật sự không hiểu Phật Pháp, không hiểu được nhân quả ba đời. Cái này quyết định không phải là nhu nhược, quyết định không phải vô dụng. Vì sao vậy? Bạn phiền não ngày càng giảm, trí huệ ngày càng tăng. Bạn có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội rộng lớn. Bạn vì sao lại vô dụng? Sao lại là nhu nhược? Chúng ta quan sát một con người, quan sát một sự việc, không thể dùng cách nhìn phiến diện mà quy chụp cho tất cả. Vậy thì mãi mãi bạn sẽ nhìn sai. Mọi mặt đều phải nhìn mới hiểu được. Đây là hàm dưỡng công phu sâu sắc. Đây mới thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên họ có thể làm được, chúng ta không làm được. Không hiểu được chân tướng sự thật, không có sự hàm dưỡng sâu như vậy. Đây chính là việc trong đời này mà chúng ta phải nỗ lực, phải học tập Phật Pháp. Từ sơ học cái ngày này mà bắt đầu, thẳng cho đến khi thành Phật. Con đường này rốt cuộc thì dạy bao xa, rốt cuộc cần có bao nhiêu thời gian, mỗi một người đều khác nhau. Cái việc này là nói từ chính bản thân mình, mỗi một người thiện căn phước đức không như nhau. Từ trên cơ hội mà nói thì nhân duyên của mỗi một người không như nhau. Có người rất nhanh, có người thì chậm chạp. Sự chậm chạp đó thật là vô lượng kiếp. Khi mà nhanh chóng thì rất dễ dàng thành tựu. Bạn gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, bạn tin tưởng A Di Đà Phật thì bạn đi đường tắt, là đi con đường này với vận tốc nhanh nhất, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời viên mãn thành tựu. Đại viên mãn của A Di Đà Phật chúng ta ngày nay trong một đời này có thể đạt được. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Chúng ta xem tiếp phần cuối đoạn kinh văn này. Phật tức tri chi, các vị xem những người này một câu, một câu kinh văn phía trước, tâm trung nguyện ngôn không có nói ra, trong tâm thì đang nghĩ chúng tôi muốn tương lai thành Phật phải giống như A Di Đà Phật, trong lòng đang nghĩ mà không nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật biết được. Như vậy nghĩa là gì? Tâm linh cảm ứng. Nói đến tâm linh cảm ứng, Phật có, Bồ Tát có. Cách nói Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng tôi phía trước có nói Bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này
Chúng tôi nghĩ cái phương pháp này phải cần đến 3 năm 3.600 giờ mới giảng xong. Chúng tôi hiện tại cái cách giảng này thì không biết phải giảng đến bao nhiêu năm. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những Bồ Tát này cùng A Di Đà Phật gặp mặt, A Di Đà Phật giảng cho mọi người Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, giống như chúng ta hiện tại học bộ kinh điển này, thì cần bao nhiêu thời gian để giảng xong? Xin nói với các vị, chỉ một sát na. Người giảng như thế nào? Không cần nói gì. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới còn phải nói chuyện. Vậy thì cái nơi này có gì hay đâu chứ? Chúng ta có thể không cần phải đi, không cần nói gì. Hai bên trò chuyện đều là tâm linh cảm ứng, tâm tâm tương ứng. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ở trong tâm Phật thì giống như là một con dấu, đem đóng lên cái tâm của bạn thì bạn đều đã nhận được hết rồi, không có lần lượt. Xác thực là như vậy. Còn miệng để làm cái gì? Miệng để ca hát, để tán thán Phật, hát bài tán Phật kệ, tán thán Phật. Dùng miệng để làm các loại cúng dường, không phải dùng để nói chuyện. Mọi người nói chuyện với nhau không dùng ngôn ngữ, không dùng miệng. Giảng kinh thuyết pháp cũng không dùng đến cái miệng. Tâm tâm tương ấn. Cho nên chúng sanh vừa mới động niệm thì Phật liền biết, Phật liền rất rõ ràng. Vậy thì vì sao chúng ta không rõ ràng? Sáu căn này của chúng ta nó có chướng ngại rồi, cho nên không rõ ràng. Tai nghe không rõ ràng, mắt thấy không rõ. Tuyệt đối không phải nói kiến tánh có chướng ngại, văn tánh có chướng ngại, căn tánh của sáu căn không có chướng ngại, đó là sự thật. Mà là công cụ. Căn đã có chướng ngại, công cụ chướng ngại thì cũng giống như đồ điện máy của chúng ta vậy. Cái quạt gió này quay bị chậm là vì sao vậy? Nó có chướng ngại. Tuyệt đối không phải là do điện chướng ngại nó. Điện không có trở ngại. Hai cái quạt gió, một cái thì quay nhanh, một cái thì quay chậm, đó không phải là vấn đề gì điện hay không, không phải vấn đề ở dòng điện. Cho nên căn tánh lục căn không có chướng ngại, sáu căn có chướng ngại rồi. Thì không linh. Nhận không được thông tin từ bên ngoài. Thích Ca Mâu Ni Phật sáu căn hoàn toàn không có chướng ngại. Một làn sóng cực kỳ nhỏ bé ở trong tâm chúng sanh, nghe đều nhận được một cách rõ ràng. Cho nên chỉ vì phải hiểu, chúng ta khởi tâm đồng niệm, Phật Bồ Tát tất cả đều nhận thấy hết. Phật Bồ Tát khởi tâm đồng niệm thì chúng ta lại không biết. Tuyệt đối không nên cho rằng ta khởi tâm đồng niệm thì người khác không biết, người khác khởi tâm đồng niệm ta cũng không biết, đại khái Phật Bồ Tát cũng không biết chúng ta khởi tâm đồng niệm, vậy thì bạn đã hoàn toàn sai rồi. Bởi vì người khác cũng giống như ta, cái căn cũng gần như đã hỏng rồi. Phật ở trên kinh giới thiệu cho chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong phần nguyên văn phía trước đã có nói qua thế giới Tây Phương. Tất cả những người vãng sanh đến bên đấy, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết, tận hư không biết pháp giới tất cả chúng sanh, tất cả hoạt động của chúng ta họ đều thấy biết. Âm thanh cực kỳ nhỏ bé của chúng ta họ đều nghe thấy.
chúng ta khởi tâm động niệm không gì mà họ không biết. Giấu người thì dễ, giấu quỷ thần thì không dễ rồi. Chúng ta thường hay nói rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh, che giấu thần linh thì đã không dễ rồi, làm sao mà có thể che giấu Phật Bồ Tát được chứ? Phật Bồ Tát rất tốt. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, cái năng lực viên mãn như vậy của họ không phải họ có, không phải chỉ họ mới có. Họ nói hết thảy tất cả chúng sanh, người người đều có, gần cả chúng ta trong đó. Chúng ta có trí huệ thần thông, đạo lực giống như họ. Hiện tại có bị mất đi hay không? Không có. Phật nói chúng ta không có mất đi. Vậy tại vì sao năng lực của chúng ta không khởi tác dụng? Phật nói rồi, bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Chỉ một câu đã đem cái gốc bệnh của chúng ta nói ra. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì năng lực của chúng ta liền hồi phục. Hồi phục thì gọi là thành Phật, thì gọi là chứng quả. Tại vì sao không chịu buông bỏ? Mọi người không ám thử xem sao, buông bỏ một phần bạn sẽ thông minh một phần, buông bỏ hai phần bạn sẽ thông minh hai phần. Bạn không chịu buông bỏ thì bạn sẽ hồ đồ mà qua một đời. Phật dạy chúng ta buông bỏ, buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Vì này quan trọng. Danh danh lợi dưỡng chỉ là thứ yếu. Những thứ này nó có công dụng của nó, có thể dùng nó để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta phải vận dụng cho khéo. Nhưng mà tuyệt không thể được tham trước. Tham trước thì chúng ta sai rồi. Tâm thanh tịnh của chúng ta liền bị mất đi. Chúng ta lại hồ đồ, lại mê hoặc rồi. Vì thế, thế xuất thế gian hết thảy pháp có thể dùng nó, không thể chiếm hữu nó, không thể khống chế nó. Sai lầm lớn nhất của phàm phu là chiếm hữu, khống chế. Buông bỏ chiếm hữu, buông bỏ khống chế thì bạn được tự tại. Tuy rằng tôi không dám nói được đại tự tại, thì bạn cũng tương đối là tự tại. Bạn nhất định là không như những người thông thường. Ở trong cuộc sống thường ngày, chúng tôi có thể nhìn ra hình tướng khác biệt của bạn. Tại vì sao? Bạn hoan hỷ, bạn an lạc, bạn tự tại, có thể nhìn thấy được. Bạn không có ưu tư, bạn không có phiền não, bạn không có vướng mắc. Bạn xử sự đối người tiếp vật, thái độ tự nhiên sẽ không giống như người khác. Nó tràn đầy trí huệ, tràn đầy sự chân thành. Tâm chân thành khẩn thiết đối người tiếp vật thì làm sao với mọi người được chứ? Đến cái lúc đó, dần dần từng bước linh tánh của bạn từ từ sẽ thấu suốt ra. Đây chính là người thường chúng ta hay nói là cảm ứng. Cho nên Phật tức trì chi nghĩa là cảm ứng. Phật khi ấy nói với đại chúng, cáo chư tỳ kheo thị vương tử đẳng hậu đương tác Phật. Vì này cũng như là thọ ký. Những vị vương tử này, họ tương lai đều sẽ thành Phật. Một câu thọ ký này nói cho các vị biết, nó cũng là thọ ký cho rộng rãi đại chúng chúng ta.
chúng ta tương lai mỗi một đời chúng hậu đương tác phẩm. Câu nói này là Phật nói, không phải là tôi nói, không phải ở chỗ này nói. Chỗ này là nói đối với 500 người của A Xà Dương Tử. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Trên Đại Kinh thường nói, nhất thiết chúng sanh chay hữu Phật tánh, tức hữu Phật tánh giai đương tác Phật. Cho nên trong mắt của Phật thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Họ từ chỗ nào mà nhìn thấy sự bình đẳng? Chính là từ cái chỗ này. Mỗi một chúng sanh, bất luận là bạn hiện tại làm thiện hay làm ác, bạn luân hồi như thế nào ở trong lục đạo, bạn đời sau sanh lên trời cũng được, đọa xuống địa ngục cũng vậy, sau cùng bạn đều sẽ thành Phật. Chỉ là thành Phật sớm hay muộn mà thôi. Nhất định thành Phật. Cho nên ở trong Phật Pháp nói là chân bình đẳng, không phải là giả bình đẳng, chân bình đẳng. Phật cung kính đối với tất cả chúng sanh cũng như đối với chư Phật không khác. Phật cúng dường đối với tất cả chúng sanh cũng như đối với chư Phật Như Lai không khác. Hôm nay chúng ta sẽ hỏi, trên thế giới chúng sinh khổ nạn rất nhiều, kẻ không có ăn, người không có mặc, Phật Bồ Tát vì sao không đến cúng dường? Phật ở trên kinh nói những lời này có mâu thuẫn hay không? Phật Bồ Tát là chân thật bình đẳng cúng dường. Vấn đề là ở đâu? Tất cả chúng sanh có phước báo để hưởng hay không? Cúng dường bạn còn phải có cái phước để hưởng, không có phước để hưởng thì không được rồi. Tôi lần này ở Hồng Kông giảng kinh, có vị đồng tu nói với tôi, ông nói dường như là trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, thời kỳ đó đấu tranh vô cùng nghiêm trọng, người tôi tớ làm ở trong nhà đấu tranh với chủ của họ. Người chủ đương nhiên đều là những người giàu có. Họ đấu tranh tính toán hơn thua với những người chủ này, rồi cướp đoạt hết tài sản của họ. Cũng vào cái lúc này, nhìn thấy ông chủ nhà giàu trong nhà có rất nhiều sâm cao ly. Bình thường họ làm gì có để mà ăn, giờ thì tốt quá rồi, lấy hết tất cả nấu một nồi to, mọi người trong nhà đều ăn. Hình như ngày hôm sau đều chết hết rồi, là không có phước báo. Đem số sâm cao ly ấy ăn hết trong một bữa, đó không phải là con đường chết hay sao? Cho nên Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô cùng từ bi, xem phước báo của bạn bao lớn. Bạn không có phước báo thì lúc đó chịu thêm một chút khổ nạn là tiêu nghiệp cho bạn. Trước tiên tiêu nghiệp chướng của bạn, sau đó mới từ từ giúp đỡ bạn. Nghiệp chướng chưa có tiêu trừ mà muốn giúp bạn, không những giúp không được mà còn làm cho bạn tăng thêm tội nghiệp. Vì sao vậy? Bạn sẽ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Vậy thì tội càng thêm tội. Họ đành phải ở bên cạnh quan sát, đợi chờ cơ duyên. Đây là sự từ bi đến cùng cực, không phải không chiếu cố, không phải không giúp đỡ. Chúng ta hiểu được chân thành cúng dường, bất luận là ở nơi nào, nhận chịu cái khổ nạn như thế nào, quyết định là được Phật Bồ Tát giúp đỡ. Bạn phải hiểu việc này.
phải có lòng tin. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.